từng đoàn người trên bức tranh Vinh Quy Bái Tổ đang đón vị Trạng Nguyên về làng được hiện ra như thế nào. Và đây chính là quá trình mà chúng tôi đang phá khối cho cái tác phẩm Vinh Quy Bái Tổ này. Cả một cái đoàn người từ kinh thành đi về thì đã được chúng tôi bóc tách các cái phần khối ra bên ngoài. Và ngày hôm nay thì có một cái điểm nhấn rất là quan trọng, đó chính là cái vị Trạng Nguyên đang được một cái anh thợ rất là khéo tay được đục chạm cái vị Trạng Nguyên này. Cái điểm nhấn quan trọng nhất ở trên bức tranh chính là vị Trạng Nguyên, làm sao để có thể thể hiện được một cái nét mặt vừa vui tươi phấn khởi nhưng mà lại phải rất là khiêm tốn và đạo mạo. Tiếp theo là những cái vị chức sắc, những cái người già người trẻ, miêu tả được cả một cái xã hội ngày xưa ở trên cái bức tranh này là một trong những cái điều rất là khó, nên là sẽ phải cần đến những cái tay nghề thợ rất là tốt mới có thể thể hiện được. Và tổng thể của bức tranh thì ở phần cây và mây núi kinh thành đoàn người đi về, chúng tôi đã làm được những cái cơ bản nhất, vẫn còn cả một cái khoảng ở bên cái khu vực là làng quê sẽ cần cái thời gian để chúng tôi phá phối tiếp, và dự kiến là từ nay đến Tết thì tác phẩm này mới được hoàn thiện.